Dạ, em xin chào tất cả các anh thủ đã quay trở lại với video mới của em. Thì ngày hôm nay em lên cho các anh những mẫu cần VIP nha các anh nha. Đó. Như các anh đã thấy em có cần tay trợ máy ISO, cần câu lục 3 khúc, cần câu rút. Kèm theo đó là cần câu phơi ly nha. Phơi ly hôm nay có 3 cây nha. Một cây 3 khúc và hai cây 2 khúc. Đây này, nó nằm trong đây nè các anh. Này kim loại luôn, đồng nè, nhôm nè. Rồi. Thì các anh đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo số điện thoại có ghi trên góc trái màn hình giúp em. Hôm nay thì em gửi đến các anh hai cây cán vợt trước nha, hai cây cán vợt chất liệu phíp hàng rẻ bao ship cho mình. Đây, một cây đầu tiên thì em gửi đến các anh cây phôi Daiwa nè nha, phôi Daiwa. Cây này hiện tại là nó dài 2m3 các anh, có đầu gen đầu gen là đầu gen 8 nha các anh, đầu gen 8, phôi phíp nha, cứng cáp cho mình luôn, cho các anh làm cán vợt ha, ba lóng, có đóng semi chống nổ hết đầy đủ. Rồi, mã 1 nha, em để các anh là 250 bao ship. Dài 2m3 250.000. Rồi sang mã 2 cũng là Daiwa nè các anh. Cái này dài 2m65 các anh, có tổng là 3 lóng cho mình luôn. Đầu gen của nó là đầu gen kim loại, đầu gen 8 luôn nha. Rồi, 2m65 mã số 2 giá bán 250. Em sang mã 3 thì gửi đến các anh cần câu phờ ly nha. Phờ ly thì em có cái phờ ly 3 khúc này nè. Đây là hàng nội địa Nhật Bản luôn. Tất cả những mẫu cần phờ ly em bán á, hàng cần câu suối á, sẽ là hàng châu Âu hết các. Cái này thì hiện tại là nó có chiều dài cần là 2m46 các. Độ cứng là ghi thăng 4 nha. Này nó chấm 2002 ha, 2002. Bên dưới cái tay cầm bát rất là đẹp. Này, màu đẹp chưa, màu gỗ nha, gỗ cả trúc á, trúc gỗ gì đó đẹp ha. Phần khoen đây, nói chung là cần nó đã qua sử dụng nhưng mà nước sơn của nó còn đẹp lắm cả. Được cái là cái đầu nó đẹp nè và cái khoen đề ba của nó đẹp nè ha. Đó. Cần câu phơi ly các anh, câu suối. Rồi, cái này em để giá các anh là 680.000 ạ. Ngọn cần 1.2 ly, trọng lượng là 74g, cần chất liệu carbon nha. Mã số 3, 680k. Em sang mã 4 thì gửi đến cái một cây cần dài lắm. Cái này 2 khúc và rất là dài nha. Đi kèm là túi vải, túi của nó đây. Cái túi to nè, túi to màu kem á. Rồi, cái này thì dài lắm. Này em quên đo rồi, nhưng mà nó cũng không có thông số luôn. Nó chỉ ghi là phờ ly thôi, phờ ly. Này bao nhiêu nhờ, từ từ các anh đợi em tí ha, em đo cái phần gốc với phần ngọn là bao nhiêu là mình cộng vào nhá. 1m46 nhân 2 lên các anh, 1m46 nhân 2, 2m8, tầm 2m70, tầm khoảng 2m75 cho đến 2m8 nha các anh, cho cây này nó hai khúc, nó dài đó. Rồi, cho anh, các anh xem ngoại hình nè, để còn nguyên vẹn luôn. Bát vặn ha, đây là cái bát vặn. À, đẹp chưa, rất sáng luôn, khoen sáng đẹp hết, có cái đồ móc lưỡi nữa nè. Đây là cần phơ đi câu suối nha các anh, khoen nó rất là đẹp, khoen to luôn nè, hai khoen đề ba rất to đó, sáng đẹp nha, nguyên vẹn không lỗi lầm, không hụt không gãy. Cái cần này ngọn 1.6 ly, trọng lượng 130g, giá là 590, mã số 4, 590k. Em sang mã 5 là cần câu tay nha, cần câu tay đến từ thương hiệu Olympic. Phôi carbon fiber dot, có đi kèm một cái túi vải màu xanh. Chiều dài cần 7m2, độ cứng là 3.5 đến 4H. Có đi kèm đế Olympic luôn nè. Tay cầm được cuốn chỉ và bọc dây may đầy đủ hết. Hàng nội địa Nhật Bản nha. Đây là mẫu cho các anh về câu cảm giác, các anh câu sưu tầm. 7m2 cứng 3.5 đến 4H. Có ngọn đặt tháp lông phụng nha. Ngọn đặt tháp lông phụng này hiện tại là nó bay mất một ít phần, hình như bay mất một ít phần keo chỉ gì đó các anh. À, đây nó hổ, nó thô, nó hợi ra cái phần này nè. Đặt tháp lông phụng là lúc nào nó cái ngọn đặt nó cũng tháp vô trong đây rất là sâu nha các anh. Đó, cái này nào lấy thì em sẽ hỗ trợ em cuốn dây cho mình, cuốn dây vào để cho nó cố định lại. Nó là lông phụng đó các anh, không phải là tự độ chế vào đâu nha. Lông phụng thì nó từ nguyên vẹn từ công ty nó về luôn đó, công ty nó làm ra luôn đó. Đây, bên trong đẹp lắm nha, sáng bóng hết.
Ngọn cần là 0.8 ly, trọng lượng 347 g. Cái này 7m2, cứng 3.5-4H, giá bán là 1.350.000 nha. Em để giá thấp cho mình. Cho em mã số là 5, 1.350.000. Rồi em sang mã số 6 nha. Em gửi đến các anh một cây có đi kèm một cái hộp tròn này. Chất liệu là bằng nhôm. Và đế là đế đồng. Làm bằng đồng nha các anh. Đây cái nắp bên trên nó nắp đồng luôn. Đây là hàng nội địa Nhật Bản nha, Tokyo Japan nè các anh. Nắp đồng này, nắp vặn nè. Đấy. Được làm bằng đồng luôn. Cái hộp là hộp nhôm nha. Đi kèm đây. Một cái cần phơ ly câu suối rất là đẹp luôn. Đi kèm túi vải ha. Để một tí. Đây. Cái cần EU Flex Made in Japan nha, hàng nội địa Nhật Bản. Chiều dài cái này nó ghi là 2m46, độ cứng là thăng 2 nha các anh, độ cứng thấp nè, độ cứng hiếm lắm nha. Thăng 2, có tem vàng đầy đủ luôn. Rồi bên dưới góc nè, đẹp chưa? Đó, nó in logo luôn nè các anh. Đó. Gỗ nè, rất đẹp. Cái này có khuyên đề 3 của cần là khuyên Fuji loại xứ xích canh. Loại xứ xích nha. Khuyên nè. Đó, cuốn chỉ chích keo khuyên tất cả đầy đủ, không bị lỗi lầm luôn nha các anh. Cần này độ mới khá là cao, độ mới của nó cũng tầm là 90%. À, khuyên đề 3 rất là đẹp. Đó, độ cứng thăng 2 các anh. Đi kèm cái hộp rất là uy tín. Cái này thì em bán với giá là 1.350.000 nha các anh. 2m46, độ cứng thăng 2. Cho em mã số số 6, 1.250.000. Rồi em sang số 7. Em gửi đến canh một cây cần câu tay trợ máy nha, cây cần Daiwa. Tay trợ máy còn đẹp, có đi kèm túi vải luôn. Đế nguyên vẹn Daiwa. Bát gặp Daiwa chính hãng luôn nha. Chiều dài 5m3 nhá, 5m3, hàng nội địa Nhật Bản Made in Japan. Nó ghi số 2 ở đây là chế độ zoom. Các anh có thể zoom về 4m2 được. Vừa câu 4m2 vừa câu 5m3 được thoải mái luôn ha. Đây, đó cái lóng zoom nè, nó làm to và nó khớp vào đây. Khuyên đề 3 là khuyên Fuji. Ngọn cần là ngọn đặc tháp Long Phụng. Đó, cần tay trợ máy, anh nào muốn câu đơn đài trợ máy thì lấy cái này. Hoặc là về mình hạ, mình tháo khuyên, mình hạ làm cần câu tay luôn. Cũng được hết ha. Đó, cần nó sáng đẹp cho mày. Đó, sáng bên trong luôn. Rồi. Cái này thì có đường kính ngọn 0.8 ly, trọng lượng là 164 g. Ra cần rất là thẳng nha. Giá bán là 1.250.000. Cho em mã cần câu số 7, 1.250.000. Em xem mã 8 là một cây ISO khuyên bé của Shimano Holiday. Cái này một cây ISO khuyên bé đến từ China xuất thị trường Nhật, còn rất đẹp các anh ha. Nó có cái hộp nhựa, em bỏ hộp nhựa qua một bên rồi. Đế rất là đẹp. Này, sáng đẹp luôn, nói chung độ mới nó cực kỳ cao. Này độ mới là 98% lần đó các anh. Cả cái nắp chụp Fuji luôn nè. Nó có cái nhựa bên trong nữa nè ha. Khuyên của nó là rất là bóng luôn nha, rất rất bóng. Ba khuyên chạy bên trên. Đây là hàng xuất Nhật, hàng zin chính hãng luôn. Nè, có định vị lóng luôn nè ca. Đó, phôi carbon xoắn toàn thân. Chiều dài cần là 5m3, độ cứng là 3 nha. Các anh có thể hạ làm cần câu tay được nữa. À, tất cả đều có ha. Cái này không có vậy à. Kỳ cục à. Đây, lóng thứ hai có nè. Hình như chỉ có hai lóng bên trên thôi. Đúng rồi, chỉ có hai lóng bên trên có thôi nha ca. Chỉ có hai lóng bên trên có thôi, có định vị lóng á. Này, có cái chữ định vị lóng đó các. Đâu à, đây. Hai lóng thôi, lóng ngọn và lóng thứ hai. Rồi. Tem vàng nằm tại đây các anh nhá. Có mã code đầy đủ cho mình gõ, mình tìm hiểu, nghiên cứu. Rồi, cây này thì em để giá các anh là 1.1 triệu nha. Shimano mã số 8, 1.100.000. Em sang mã 9 là gửi đến các anh cần 3 khúc nè. Đây, cây Daiwa nha các anh. Daiwa. Hàng có tem vàng nội địa Nhật Bản 100% nha.
Cái căn này dài 4m, độ cứng 30, cứng CX đó. Các anh về câu lục, câu bạc bãi biển được. Đánh xa bờ tốt, thoải mái. Cái này thu gọn là 142cm nha. Tổng là có 3 khúc. Bát gập Fuji FS7. Dàn khoen là Fuji hết cho mình luôn. À, phôi này còn sáng đẹp luôn ha. Độ mới khá là cao rồi. Em sẽ cho nó độ mới trên 90%. Đó. Đầu bu đây. Đầu bu thì nó đây, bám bụi nhẹ thôi, không sao. Có đóng semi chống nổ đầy đủ hết cho mình. Phôi xoắn toàn thân. Daiwa Jet Cutter dòng mono carbon. Hàng Nhật, nội địa Nhật Bản. Đẹp nha, nguyên vẹn không lỗi lầm. Đường kính ngọn 3 ly, trọng lượng 600g. Giá bán là 3.150.000. Cho mã số 9 3.150.000. Em sang mã 10 thì gửi đến cái một cây Shimano nhá. Đây, Shimano cứng BX, cứng 33. Shimano Aerocat dài 4m05, cứng BX. Có tem vàng đầy đủ, hàng nội địa Nhật Bản luôn nha. Đó, ngon lành, có cao su đầy đủ, có tem vàng. Và ở đây nó có xước nhẹ thôi ha, xước nhẹ nước sơn này. Còn bên trên thì đẹp rồi, khoen rất là sáng ạ. Bát gập Fuji FS7 luôn. Thì các anh chơi cần lục quá, bên em hỗ trợ hạ bát miễn phí cho các anh nha. Rồi, đóng semi chống nổ đầy đủ hết. Nước sơn còn sáng đẹp, không xước nhiều. Độ mới cũng là tầm 90% nha. Đường kính ngọn 3.5, trọng lượng 540g. Cái này em bán 3.850.000. Mã số 10 3.850.000. Rồi em sang mã 11 nha. Em bỏ em cháo đổi nhầm ngọn. Rồi mã 11 này em gửi đến các anh một cây cần Ryobi 3 khúc nha. Đây Ryobi nè các anh. Hàng này còn rất là đẹp luôn. Sáng đẹp hết, quá đẹp. Này cũng phải tầm 90-95% đó các. Cây Ryobi này là một cây bạn Korea xuất thị trường Nhật. Có mã cốt tem vàng, tem trắng đầy đủ. Phôi carbon xoắn văn ha. Đây xoắn nội văn này các. Rất là to luôn. Xoắn hai da á. Và chiều dài 4m25, độ cứng 27. Tức có nghĩa là cứng DX đó các. Cứng DX nha. Dàn khoen Fuji loại xứ xích, sáng đẹp hết. Cần nguyên vẹn không lỗi lầm luôn. Bát gặp Fuji Stainless nha. Bên em có hỗ trợ hạ bát, các anh cần hạ bát thì các em bên em họ hạ bát miễn phí cho các anh nha, về dùng. Đầu đóng semi chống nổ nè, đầu bu Fuji Six, môi chè to, chống xoắn dây. Đấy. Câu lục, câu bom mè, đánh ba tiêu, đánh biển đều được. Câu bạc bãi biển thì khỏi cần hạ luôn, đẹp như vậy luôn đánh ha. Cái này ngọn 2.6 ly, trọng lượng 434g, giá bán là 3.1 triệu. Mã 11 3.100.000. Em sang 12 nè. 12 gửi đến các một cây khoen đời cao Fuji Six nòng súng nha. Cần đã qua sử dụng nhẹ thì nó dính đất bụi một tí xíu trong cái chân cần. Rồi, cái này của hãng Alpha Tekker, dài 4m25, độ cứng 30, bạn Korea xuất Nhật luôn, có mã cốt nè. Tem vàng nó nằm đằng sau. Đây. Bên dưới đế của nó có cao su, nó nằm bên trong gọn gàng, bên trong cứng cáp rồi ha. Đó, khoen Six ạ. Fuji Six đời cao, bát gặp Fuji Stainless đời cao luôn. Đó. Đều là hạng Nhật hết ha. À, có đóng semi chống nổ nè, đầu bu Fuji Six luôn cho mình. Cái này cứng 30, cứng CX nha các anh. Đường kính ngọn em đo là 2.5, trọng lượng 474g, giá bán là 3.368.000. Cho em mã 12. 3368 nha, 3368k. Rồi sang mã 13 gửi đến canh một cây Shimano Ceramic nha, file Ceramic. Nó về á, nó sơn nhiều lắm, nó sơn tới đây luôn nè, nó sơn tới đây luôn, sơn đen á, nó phủ sơn đen như vậy nè. Ở đây em không có chùi. Em chùi mấy chỗ này nè, nó phủ lên luôn á các anh nha. Đó, em chùi ra rồi thì nó còn sáng bóng luôn, nước sơn của nó không bị xước luôn nha các anh. Rồi, cái Ceramic này dài 4m05, cứng CX. Cứng 25 đến 35, tức có nghĩa cứng 30. Dòng cao cấp rồi nha. Đó. Phôi xoắn ít hai da, dàn khoen Fuji loại xứ xích còn sáng đẹp. Có tem vàng đầy đủ luôn. Bát gặp Fuji Titanium kháng mặn, chống rỉ. Đây, nó nguyên vẹn từ gốc tới ngọn luôn nha. Đầu bu Fuji Six, môi chè chống xoắn dây luôn. Đấy. Không lỗi lầm nha các anh. Shimano Ceramic 405 cứng CX. Đường kính ngọn 2.7, trọng lượng 410g,
giá bán là sale 5.550.000 nha, 5.900.000 còn 5.550.000, mã 13 à, 5550k. Sang 14 thì em gửi đến các anh một cây xe Ceramic nữa. Cái này dài 4m05, cứng EX ạ. Cái này cứng 25 cho mình, từ 20 đến 30. Đó, cũng còn nguyên vẹn. Khoen xích luôn, nói chung giống nhau. Bát gập Fuji Titanium nha. Ở đây nó mắc cái nắp chụp à. Này, mắc cái bát gập rồi á. Có gì em sẽ làm lại cho mình. Đầu nguyên vẹn giống cây kia luôn nha các anh. Đó. Rồi. Cái này thì em để giá các anh là 4.500.000 nha. Đường kính ngọn 2.6, trọng lượng 342g. Cho em mã 15 đi nha, 4.500.000. Em sang 16 gửi đến các anh một cây cứng AX à. Anh nào muốn đánh xa bờ lấy cây này, 80-100m đều được. Cái này là bản dựng của bạn Thái Lan về nha các anh. Eyeliner Sub của thương hiệu Mamiya OP. Bản Thái Lan xuất thị trường Nhật đây. Cái này thì dài 4m25, độ cứng 35, cứng AX. Bát gập Fuji FS7, phôi rất là dày nha. Phôi carbon xoắn ít 2 da. Dàn khoen của cần là khoen Fuji Titanium. Hiện tại cái bát của nó xuống dưới góc là 35cm rồi các anh. Nó đóng semi chống nổ có đây, cuốn chỉ quay keo nè ha. Đầu bu rất là đẹp. Ba khúc nha. 4m25 cứng B, cứng AX, cứng 35. Đường kính ngọn là 3.6 ly, trọng lượng là 555g. Khoen bát Fuji hết. Cái căn này giá bán 3.250.000, mã 16 nha, 3250. Em sang 17 gửi đến căn một mẫu cần câu rút ạ. Shimano Sub Leader dài 4m25, cứng CX, bản Indonesia xuất thị trường Nhật. Chữ Shimano còn đẹp nè. Này còn tem nha, ở bên đây nó có xước nhẹ đây. Rồi bát còn nguyên vẹn nha, bát Fuji Stainless. Dàn khoen là khoen Fuji trắng nha. Đây, Fuji trắng nha, có tổng cộng 2, 3, 5 khoen. Bên trên nó lờn nước sơn à. Đó. Quan trọng là cái phôi nó không bị lỗi lầm nha các anh. Nó như vậy. Không lỗi nha, có định vị khoen đầy đủ cho mình. Shimano Sub Leader, bản đời cao của Shimano. Có chảy xước nước sơn nha. Này, có chảy xước nước sơn nè các anh. Đó. Phôi sẵn ít hết á. Phôi này cực kỳ bền nha. Đường kính ngọn 2.5 ly, trọng lượng 414g. Giá bán là giá cực kỳ sale luôn. Cái này 3.350.000 nha. Cho em mã số là 183350. Sang 19 thì gửi đến canh một cây Daiwa dài 4m25, cứng 33, cứng BX ạ. Cái này dài 4m25 luôn. Daiwa đến từ bạn Made in Taiwan DOC nha. Cây càng này có mã cốt tem vàng đầy đủ. Ngoại hình đẹp lắm ca. Nước sơn của nó là màu ghi ha. Này bát à, rất sáng luôn. Khoen Fuji loại xứ xích. Có công nghệ carbon HVF của Daiwa nữa ha. Ở đây có xước nhẹ nè. Khoen tất cả đều đẹp hết nha. Xứ xích môi chè chống sắn dây. Bên trên có hai khoen chạy và ngọn của nó là 3 ly các anh. Cái này cứng BX lận, 3 ly. Có định vị khoen nè. Đấy, định vị khoen cho mình, tốt chưa? Ngon lành và độ mới rất là cao ca. Độ mới cái này là phải là trên 90% nha. Sáng sụ hết. 4m25 cứng 33 là BX. Ngọn 3 ly, trọng lượng 455g. Cái này em bán giá là 3.680.000 nha. Cho em mã 19, 3.680.000. Rồi sang mã 20 cuối cùng thì em gửi đến canh một cây ISO của Nissin. Dài là 5m8, độ cứng là 3 nha. Đây là hàng nội địa Nhật Bản, Made in Japan. Có in mã cốt tem vàng đầy đủ hết cho mình luôn. Bát vặn Fuji, Nissin đầy đủ hết. Đó. Đế còn ngon nguyên vẹn luôn nha. Rồi. Nắp chụp Fuji đi kèm là cái dây buộc bảo hiểm, cái dây hỗ trợ luồng khoen. Đây là nắp xịn. Dàn khoen sáng đẹp. Em mời các anh xem. Rất đẹp. Rất đẹp nha. Bên trên thì có tổng là 4 khoen chạy và ngọn rất là to luôn. Nguyên vẹn cái ngọn, có định vị khoen nữa nè. À, định vị khoen nè. Cái viền vàng nè. Đó. 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 Ngon lành. Định vị lóng nè các anh. Ha.
dai rất là thẳng luôn và ngọn to, có phần làm nhám này, phần làm bóng này ha, phần làm nhám làm bóng cho mình, nó làm mờ đó các, làm mờ và bóng ha. Đó, càng từ gốc tới ngọn thì đều làm mờ làm bóng cho mình luôn. Ha. Gốc càng to thì nó làm này. Định vị khoen xuống dưới đây nè. Đó. Ngon lành luôn. Đây là mẫu Nissin hàng VIP nha, hàng VIP Nissin Ingram cho các anh câu ISO. Cái căn này ngọn 1.7, trọng lượng 374 g, giá là 5.555.000, 5555k nha. Xe mã 20, mã cuối cùng. Và em xin kết thúc video tại đây. Em chúc các anh cuối tuần ngày lễ hạnh phúc bên gia đình và đi câu thật nhiều may mắn nha. Các anh đặt hàng hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ Zalo số điện thoại có ghim trên góc trái màn hình giúp em. Số điện thoại của em là 0357 76692. Chào tạm biệt các anh ạ.